Việt Nam lọt top 16 quốc gia có hệ sinh thái đa dạng nhất thế giới. Hệ sinh thái của Việt Nam cực kỳ phong phú, đặc biệt là lượng lớn các loại trái cây hiện hữu tại Việt Nam. Chúng tôi, những nhân viên của Sanofi Việt Nam, cũng mong muốn mang hệ sinh thái đa dạng này đến với nhà máy của mình. Nằm ngay cạnh khu vườn Eco, chúng tôi dự định trồng một khu rừng cây ăn trái mà bao gồm tất cả các loại cây ăn trái ở Việt Nam. Chúng tôi xác định có 65 loại cây ăn trái và đến hiện tại đã thu thập được 51 loại cho khu rừng của chúng tôi. Các cây giống được cung cấp bởi chính nhân viên của Sanofi Việt Nam. Tôi hoàn toàn bị quyến rũ bởi cái ý tưởng thành lập vườn cây ăn trái, cho nên rất là vui khi được giao nhiệm vụ quản lý cũng như phát triển vườn cây. Theo thống kê của chúng tôi thì có tất cả 65 loại cây từ các vùng miền khác nhau, trải dài từ miền Đông cho tới miền Tây Nam Bộ. Hiện nay một con số rất ấn tượng là chúng tôi đã có được 51 loại cây trồng trong vườn. Không chỉ là bộ sưu tập các loại cây ăn trái, hơn thế nữa thì chúng tôi sẽ phát triển thành một khu vườn đa dạng sinh thái ngay trong khuôn viên nhà máy, và mô hình đó sẽ được nhân rộng ra khỏi Sanofi để góp phần làm cho hành tinh chúng ta xinh đẹp hơn. Hầu hết nhân viên của Sanofi Việt Nam sống tại các vùng quê trù phú. Và nhân dịp lễ, khi về quê quây quần cùng với người thân và gia đình, các bạn rất nhiệt tình thu gom các giống cây tại địa phương của mình và trồng tại khu rừng của chúng tôi. Tôi nghe ý tưởng này từ cấp trưởng, nên tôi nghĩ ngay đến những cây đặc trưng của quê tôi, gồm như là vú sữa lò gèn, vú sữa vĩnh kim, nhãn tím, ổi tím và mít. Tổng cộng tôi đã mang lên được khoảng 20 cây rồi góp vô con căn vườn này. Vườn cây ăn trái là một ý tưởng sáng tạo và độc đáo khi mang một cái vườn cây ăn trái vào cái khuôn viên nhà máy của mình. Mình tạo một cái mảng xanh cho nhà máy vốn rất khô khan, và tạo một cái không gian cho tất cả anh chị em nhân viên thư giãn sau mỗi giờ làm việc và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của chúng ta ngày càng xanh sạch đẹp. Và còn nhiều giống cây nữa sẽ gia nhập khu rừng. Chúng tôi luôn đón chào những vị khách, các nhân viên cùng gia đình mình đến tham quan khu vườn và khu rừng của công ty. Đây là điểm đến tuyệt vời và độc đáo để thể hiện sự yêu thương của chúng tôi đối với trái đất, cũng như sứ mệnh thể hiện điều đó.